Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với series Đến Nha Trang thì ăn gì. Nếu nhắc về Nha Trang thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hải sản hay là bún cá. Thế nhưng ngoài ra hai món đó ra thì ở Nha Trang vẫn còn một đặc sản nữa mà nhiều du khách khi đến đây tìm tới, đó chính là nem nướng. Và Bảo đang có mặt trên con đường Lê Lợi, nơi có rất nhiều quán nem nướng ở đây. Và đặc biệt là ở đây còn có hai hiệu nem nướng rất là nổi tiếng, đó là Đặng Văn Quyên và Vũ Thành An. Thế nên bây giờ thì Bảo sẽ quyết định chọn Vũ Thành An là quán để Bảo sẽ thưởng thức nem nướng và cũng như cùng mọi người để xem là nem nướng có gì đặc biệt mà nhiều người lại thích khi đến Nha Trang như vậy. Chúng ta cùng vào bên trong quán nha. Dạ anh ơi, ở đây cái phần nem nướng là mình kêu theo phần đúng không ạ? Rồi cho em một phần nem nướng ạ. Cảm ơn anh. Trước khi ăn đó, thì có lẽ là sẽ phải là một người đi du lịch mà thì chụp hình share lên Facebook với bạn bè xem như thế nào nhé. Nhìn hấp dẫn quá. Rồi để ở đây, bây giờ thì thưởng thức thôi. Bây giờ thì Bảo đã có một cái phần nem nướng ở đây. Cái đầu tiên mà Bảo thấy, tại vì là một cái người mà đã từng ăn nem nướng ở Đà Lạt rồi, chính vì như vậy thì bây giờ thấy cái nem nướng mà thấy một cái gì khác biệt cái nem nướng Nha Trang thì Bảo sẽ nói thôi. Là đầu tiên là cái về cái phần nem nướng này, là chúng ta sẽ thấy được cái màu của cái nem nướng á, nói thiệt là nó không có đẹp cho lắm chút xíu, tại vì Bảo thấy là nó có hơi khét một chút. Thì chắc chắn là nếu mà nướng với than á thì sẽ cho ra một cái hương vị, nghĩ rằng nó sẽ thơm hơn, nhưng mà để coi nó có đắng hay không nha. Bảo sẽ cảm nhận được ngay lầm đó là một cái thơm rất là thơm trên cái miếng nem nướng này, nhưng mà có hơi bị ám ngọt một chút xíu nem. Cái vị nem trong cái miếng thịt này thì có phần hơi ngọt một chút xíu. Nhưng mà là một người miền Tây, chính vì như vậy những cái món mà có vị hơi ngọt một chút xíu ngược lại á, có thể với nhiều người sẽ là hơi khó ăn, nhưng mà người lại với Bảo thì rất là thích. Còn bây giờ thì sẽ múc cái phần nước chấm này ra. Khi mà mọi người gọi một cái phần nem nướng thì chúng ta sẽ có được một cái chén nước chấm to như thế này. Ăn bao nhiêu thì chúng ta sẽ múc ra cái chén nhỏ này. Đây. Màu rất là đẹp. Theo Bảo biết được nha, với cái phần nước chấm này được pha với gần 20 nguyên liệu. Bất ngờ chưa? 20 nguyên liệu ở trong này bao gồm cả cà chua, rồi có thịt heo giả nhuyễn, nói chung là rất nhiều. Một cái cuốn nem nướng ngon hay không ngon được quyết định bởi cái chén nước chấm như thế này. Chúng ta sẽ có bánh tráng. Bây giờ thì Bảo sẽ cho một cái phần nem nướng vào. Rồi một cái bánh tráng chả giò chiên giòn. Cái bánh tráng mà mọi người thường cuốn chả giò để được chiên giòn lên. Chuối chát, rồi dưa leo, kèm với đó là wow, cái rau này thường hay ăn phở nè, thơm lắm. Một ít cải, và đặc biệt nữa nha là có hẹ. Đặc biệt cái lá hẹ này á, thì thường á, mọi người ra miền Trung á, thì sẽ có này, cái lá hẹ nhỏ như thế này, mặc dù nhỏ như vậy nhưng mà rất là thơm. Ham ăn quá, to quá, bây giờ cuốn rất là to như thế này. À quên nữa, chúng ta phải cho thêm một ít ớt nữa chứ. Bình thường á, mọi người ăn cái ớt mà chúng ta ăn nem nướng mà thường ăn là ớt được băm nhuyễn ra. Còn với ớt ở đây thì chúng ta thấy là ra miền Trung là bắt đầu chúng ta có một cái loại tương ớt như thế này. Rồi, một muỗng tương ớt hòa vào trong cái phần nước chấm này. Quẩy đều lên. Dạ. Chấm vào đây nha. Càng nhiều nước chấm càng ngon. Khỏi lo là hết nước chấm, quán cho cả một chén to luôn. Rồi. Có cái chua chua của xoài, rồi cái giòn của cái phần bánh tráng chiên giòn lên, cái thơm thơm của thịt nữa, rất là nhiều hương vị hòa lại với nhau. Bảo thấy rằng là cái ớt này khi mà cho ớt vào thì nó không có cay lắm, so với việc là nếu mà cho ớt bằm thì nó sẽ có cái hương vị cay hơn. Trong cái cách nêm á, cũng như là cái nước chấm này á, có phần hơi thiên về vị ngọt. Với những du khách mà chúng ta đến từ miền Bắc á, thì có lẽ là hơi khó ăn một chút xíu. Thế nhưng mà đây là một cái món mà Bảo nghĩ rằng là một cái món ăn vặt, và một buổi chiều chúng ta đi dạo ở một Nha Trang mát mẻ như thế này, ăn cái món này tuyệt vời.
có lẽ là Bảo phải ăn thử cái phần nem chua cũng như chả lụa này. Bình thường thì Bảo không có thích ăn những cái đĩa mà mang lên thêm như vậy, nhưng mà với nem chua Ninh Hòa được xem như là một đặc sản mà du khách khi ghé đến Nha Trang phải thử cho mình. Và rất là nhiều, Bảo thấy rất là nhiều du khách còn mua cả nem chua Ninh Hòa này mang về. Còn ngon như thế nào thì bây giờ Bảo ăn thử nha. Bắt đầu Bảo cảm nhận được cái không? Cái dai dai của cái phần da heo ở trong cái phần nem chua này. Nghe cái tiếng là nem chua nhưng mà ngược lại thì không quá chua lắm, rất là vừa ăn. Có một chút xíu cái vị hơi ngọt ngọt chút xíu. Còn bây giờ là chả lụa. Để xem cái chả lụa thì ăn rất là nhiều rồi, không biết có gì đặc biệt không với nem chua này á. Thì Bảo cũng từng ăn nem chua ở miền Tây rồi. Nem chua ở miền Tây thì rất là khác. Có phần thơm thịt hơn cái này một chút xíu, nhưng mà có một cái vị chua và hơi nồng hơn. Còn ở nem Ninh Hòa ít hơn cái điều đó. Còn bây giờ là chả lụa nha. Nhưng mà cắn cái chiếc nem này ở chả này á, thì có thấy là có một cái vị ngọt ở trong đó. Nhưng mà có phần cái phần chả lụa này có phần hơi dai một chút xíu. Bảo đoán thử là hình như là trong cái chiếc chả lụa này có cho hơi nhiều bột ở trong đó. Chiên với nem nó xuất sắc hơn nhiều. Bảo thấy rằng là về cái phần nem nướng á, là một người đã từng ăn nem nướng Đà Lạt rồi. Chính vì vậy Bảo thấy rằng là cái miếng nem nướng ở đây có phần to hơn. Rồi cái phần bánh tráng chiên giòn á, cũng có phần tỉ mỉ. Giòn thì chỗ nào giòn cũng như nhau rồi. Còn về cái cuốn á, thì cuốn tỉ mỉ và có phần hình như thấy là to hơn một chút xíu. Về cái phần nước chấm này ở đây thì Bảo thấy là nó sánh hơn. Sánh hơn so với nước chấm ở Đà Lạt. Tại vì ở cái nem nướng Đà Lạt thì Bảo thấy có phần lỏng hơn. Còn về cái độ, cái vị có phần thiên về vị ngọt hơn một chút xíu và ít đậu phộng hơn so với nem nướng ở Đà Lạt. Nhưng mà Bảo vẫn thích nhất là cái đĩa rau này, mặc dù thì hơi ít loại một chút xíu, nhưng mà vẫn đảm bảo có cái thơm thơm của hẹ, cái chát chát của chuối, rồi cái giòn của cái phần dưa leo và cũng như là cái chua chua của xoài. Nói chung là trong một cái cuốn nem nướng Nha Trang vẫn đảm bảo có vị ngọt, vị chua, vị cay. Nói chung đây là một món ăn Bảo nghĩ nếu như là một món ăn vặt là một món đáng thử khi chúng ta đến với Nha Trang. À, nhắc với mọi người là quán chúng ta mở cửa bắt đầu khoảng tầm gần 8 giờ sáng và cũng kết thúc vào khoảng hơn 8 giờ tối. Bây giờ cũng vẫn có nhiều du khách đang thưởng thức cái món nem nướng trong quán. Chúng ta cùng hỏi họ một vài câu nha. Em chào bạn ạ. Anh có phải là một khách quen của quán không ạ? Đúng rồi, mình hay tới quán này ăn nè. Anh là một du khách đến đây hay là một người dân ở Nha Trang luôn? Mình là dân ở Nha Trang. Wow, là một người dân của Nha Trang luôn. Vậy thì anh cảm nhận về cái món nem nướng ở quán mình như thế nào ạ? Nói chung là cái món nem này nó là cái món ăn đặc thù của người Nha Trang rồi. Mình thì riêng mình thì mình thích ăn. Ví dụ như có một cái người bạn của anh là một du khách đến với Nha Trang thì anh sẽ dẫn họ đi ăn món? Chắc chắn rồi, điều đó chắc. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Vừa rồi thì qua cảm nhận của khách và cũng như là cảm nhận của Bảo, có thể thấy rằng là cái món nem nướng Nha Trang này ngon từ chiếc nem và ngon cả cái phần nước chấm nữa. Và Bảo nghĩ rằng là món nem nướng Nha Trang xứng đáng nằm trong danh sách những món ăn mà khi bạn đến Nha Trang chắc chắn phải thử. Còn bây giờ thì Bảo sẽ tiếp tục tìm những món ngon ở Nha Trang này để mang đến các bạn trong series Đến Nha Trang Ăn Gì.